Alo, xin chào tất cả quý chị đang xem trên kênh Khám Phá Cuộc Sống Bên Tai. Bữa nay mình quay video này, bữa nay anh em mình công ty trên cách giao lưu học mặt cùng anh em chia sẻ mọi người đăng ký kênh ủng hộ. Ở đây khai mạc trước là vô test coi. Vô nè. Yo lớn như chảo buổi sáng lên mày cứ ăn đi, tao làm gì của tao. Mày ở đất anh ơi, anh quay nhiều quá đây em, đã ăn nhiều cạn chết mà anh quay nhiều không? Đỡ chết luôn. Thông cảm đi, thông cảm đây, YouTube mà. Giờ mắc cỡ mà hết nhẹ dễ nướng rồi. Nãy giờ tính chuyện gì ở đó đúng nữa. Ê đừng làm bậy à. Mất lòng lắm, không ai mất lòng. Dễ mất lòng. Mẹ mày cũng biết anh em với lớn nhỏ với anh ơi, anh ơi là anh á, có mua ớt không anh? Chưa thấy cái đùi này lạ. Cái đùi gì được không? Cái đùi này lạ. Cái đùi nè, có cái trứng. Có trứng ăn gì nữa anh ơi là anh á. Anh ăn cái đùi thôi à. Cái đùi, cái lâu đít đó hả? Cái mè đi. Cái mè đâu, có cái mè. Chủ quán ăn đâu. Có mè, có cái đầu em ăn không? Có cái đầu à. Hình như là không thấy cái lô đất. Ủa, cái đâu?